Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, Bí mật tư duy triệu phú là một trong những cuốn sách làm giàu được yêu thích bậc nhất trên thế giới. Cuốn sách tập trung lý giải, phân tích 17 tư duy triệu phú do tác giả T. Havicker đúc kết trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình. Cuốn sách vén màn bí mật đằng sau cách chúng ta vô thức phát triển thái độ và khuôn mẫu hành vi trong mối quan hệ với tiền bạc mà ta đã học được từ cha mẹ của mình, và chỉ ra điều đó sẽ quyết định sự giàu có trong tương lai của chúng ta như thế nào. Cuốn sách trình bày các nguyên tắc, hướng dẫn và mô hình tư duy mà các triệu phú đã áp dụng và lời khuyên cho bất kỳ ai muốn làm giàu nếu bạn đang quan tâm đến các bí mật để tích lũy sự giàu có. Nếu bạn muốn biết cách gia tăng tài sản trong dài hạn, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Dưới đây là những nội dung chính trong cuốn sách. Bạn hãy theo dõi tới cuối video. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ để giúp cộng đồng giàu có hơn nhé. Bài học số 1. Cuộc sống luôn tồn tại các quy chuẩn. Suy nghĩ cụ thể đã được lập trình trước, ảnh hưởng đến sự giàu có của chúng ta. Mỗi người có một góc nhìn và thái độ khác nhau với tiền bạc. Một số người có năng lực của thần Midas biến mọi thứ họ chạm thành vàng. Có những người khác kiếm được rất nhiều tiền bằng một mô hình kinh doanh tiềm năng, nhưng sau đó lại trở nên tự phụ và ném tất cả tiền ra ngoài cửa sổ. Có những người lại không hề đầu tư một xu nào và lúc nào cũng trong tình trạng cháy túi. Nhiều người nghĩ rằng khi họ có đầy đủ kiến thức về chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính, họ sẽ tự động thành công và giàu có. Tuy nhiên, thu nhập và giao dịch tiền tệ không phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng hay vận may của số phận, mà dựa trên những quy chuẩn, suy nghĩ vô thức đã ăn sâu vào trong con người chúng ta. Mỗi người trên đời này đều có một mô thức suy nghĩ khác nhau. Các triệu phú được lập trình tư duy của sự giàu có, trong khi những người khác lại được lập trình hãy hài lòng với mức thu nhập trung bình hoặc thấp, trải nghiệm thời thơ ấu. Và các mô thức tư duy định hình hành vi của chúng ta, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ giàu có của chúng ta sau này. Có đến hàng ngàn, hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ người trên thế giới có thu nhập hầu như không bị lệch khỏi mức được đặt ra cho họ từ thời thơ ấu. Tại sao lại như vậy? Tiềm thức sẽ điều chỉnh mức thu nhập chúng ta giống như một chiếc nhiệt kế tài chính. Nếu nhiệt kế tài chính của họ được đặt quá thấp, ngay sau khi họ có thêm tiền, họ vẫn sẽ tiêu xài lung tung. Tuy nhiên, nếu bộ nhiệt kế tài chính của họ đã được đặt ở mức cao, ngay cả khi họ không có nhiều tiền, họ sẽ ngay lập tức bù đắp bằng cách tiết kiệm và đảm bảo sự giàu có của mình tăng lên. Hầu hết mọi người được lập trình để kiếm được thu nhập thấp. Họ có tiềm năng làm giàu, nhưng rất ít khi xoay sở để giữ được sự giàu có và tích lũy tài sản lâu dài. Ngược lại, những tỷ phú tự thân như Donald Trump đôi khi có thể mất rất nhiều, nhưng họ luôn lấy lại được sự giàu có của mình nhờ tư duy, suy nghĩ. Bất kỳ ai muốn noi gương đều cần học cách bỏ qua những khuôn mẫu suy nghĩ cũ và thay chúng bằng tư duy triệu phú. Bài học số 2. Mô hình suy nghĩ của chúng ta được hình thành bởi những gì cha mẹ đã dạy cho chúng ta về tiền bạc. Tâm trí của chúng ta giống như một chiếc máy tính, nơi những chương trình quan trọng nhất đã được cài đặt trong thời thơ ấu, trở thành những hình mẫu cố định. Những thông tin về tiền bạc chúng ta nghe từ cha mẹ khi còn nhỏ sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong tâm trí, hình thành nên những ý tưởng và cuối cùng quy định cách chúng ta nghĩ về tiền bạc sau này. Những câu nói như "tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi" hay "bạn không thể dùng tiền để mua hạnh phúc" đã ăn sâu vào tâm trí, đồng thời ảnh hưởng đến quan điểm của ta về tiền bạc. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ và hành động đối với những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, chúng ta có thể chấp nhận hoặc từ chối chúng, thậm chí đã có những người chọn cách nổi loạn, nhưng điều đó là không đủ để phá vỡ suy nghĩ thâm căn cố đế này. Những người nổi loạn thường bị thúc đẩy bởi những động cơ sai lầm để đạt được sự giàu có. Họ không thực sự muốn trở nên giàu có, mà đằng sau đó,
Họ chỉ muốn chống lại cha mẹ, những suy nghĩ sai lầm ấy chi phối họ đến mức ngay cả khi họ nỗ lực rất nhiều và kiếm được kha khá tiền, họ vẫn đánh mất nó một cách nhanh chóng. Trong khi đó, những người học được câu tiền bạc có thể làm được mọi thứ từ khi còn trẻ sẽ có thể kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều, vì động lực tự do và độc lập thông qua sự giàu có sẽ giúp họ đạt được hài lòng với tiền bạc. Bài học số 3. Chúng ta tái tạo các chiến lược thu nhập của cha mẹ. Một cách vô thức, thái độ của chúng ta đối với tiền bạc và tài sản không chỉ dựa trên những gì chúng ta nghe từ cha mẹ, mà nó còn dựa trên một khuôn mẫu khác, đó là cách cha mẹ chúng ta kiếm tiền và cách họ nhìn nhận nó, đó là cách cha mẹ tôi luôn làm, được xem là một câu trả lời thường trực cho câu hỏi tại sao bạn lại xử lý các vấn đề tiền bạc theo cách như vậy, hay nói cách khác, ngay từ lúc nhỏ, khi chúng ta còn là một đứa trẻ và ngây thơ để xin tiền mẹ, sau đó mẹ bảo bạn hãy xin bố, thì ý tưởng người đàn ông chịu trách nhiệm về tài chính và người phụ nữ không thể quản lý tiền bạc đã xuất hiện trong tâm trí chúng ta, hoặc nếu cha mẹ của chúng ta đã phải trải qua những biến cố, chẳng hạn như họ phải trưởng thành trong Thế chiến thứ hai hoặc chịu ảnh hưởng của một cuộc khủng hoảng kinh tế, những trải nghiệm về sự khốn khó của họ sẽ ảnh hưởng đến mô thức hành vi của chính chúng ta. Chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng bất cứ số tiền nào chúng ta có không bao giờ là đủ. Những kinh nghiệm chúng ta có khi còn trẻ là điều rất cần thiết cho những bước đi đầu tiên trong việc xử lý tiền bạc, vì chúng ta đã nghiên cứu chính xác hành vi của cha mẹ mình và lưu chúng vào tiềm thức. Và khi đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành, chúng ta bắt trước cách quản lý tài chính của cha mẹ mà không hề hay biết. T. Harvey Ecker đã đưa câu chuyện của riêng mình như một ví dụ điển hình. Cha ông là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Ông có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc mua bán nhà, nhưng sau đó ông đầu tư toàn bộ lợi nhuận vào các dự án mới, và bản thân T. Harvey Ecker đã đều đặn mô phỏng vòng quay liên tục này trong nỗ lực kinh doanh ban đầu của chính mình, mà không hiểu căn nguyên của sự thất bại. Con người được hình thành bởi các thói quen, và một khi chúng ta đã học được điều gì đó, thật không dễ dàng để từ bỏ nó. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi mô thức của cha mẹ bằng cách tự nhận thức về chúng và bật công tắc một cách có ý thức. Bài học số 4. Trước khi thay đổi cách mà bạn suy nghĩ, hãy tự nhìn nhận lại bản thân. Nếu bạn không đạt được mức độ giàu có mà bạn mong muốn, điều đó thường ít liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Nó liên quan đến một bối cảnh vô thức bên trong, và không bao giờ là quá muộn để thay đổi nó. Bước đầu tiên trở nên thành công hơn về mặt tài chính là tìm hiểu lý do vì sao bạn rơi vào kiểu suy nghĩ như vậy, và tại sao đó là lý do bạn không thể trở nên giàu có. Khi bạn đã phá vỡ khuôn mẫu, điều tiếp theo bạn cần làm là tìm hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Chúng ta đã học được những thói quen và khuôn mẫu hành vi nào từ cha mẹ mình, bản thân chúng ta đã tuân theo những lối mòn suy nghĩ nào, chúng ta có được kỳ vọng giàu có hay không, chúng ta đã sử dụng chiến lược vô thức nào để làm giàu. Hãy tự tạo ra cho mình một cái nhìn tổng quan về cách bạn quản lý tài chính. Hãy nhớ lại câu nói nào của cha mẹ bạn đã ăn sâu vào tâm trí và ảnh hưởng đến hành vi của bạn. Có phải việc lúc nào bạn cũng nghe thấy câu nói chúng ta không đủ tiền khiến bạn tin rằng bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống? Chúng ta cũng có thể hình thành cách suy nghĩ mới bằng việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của bản thân. Số tiền trong tài khoản ngân hàng cho bạn biết khả năng tự do tài chính của bạn sẽ ở mức nào, liệu bạn nên chi nhiều tiền hơn hay cố gắng tiết kiệm. Trong quá trình này, khi bạn phát hiện ra rằng mình đã bị định hình cách suy nghĩ thông qua những điều mình tiếp nhận từ nhỏ, tất cả những gì bạn phải làm là nhận ra rằng mình có thể lựa chọn để áp dụng một cách suy nghĩ khác và thay đổi bản thân. Hãy nhìn nhận thế giới bên trong của bản thân, của chính suy nghĩ của mình, và thay thế bằng những cách suy nghĩ mới nhằm hướng tới sự giàu có. Bài học số 5.
phá vỡ khuôn mẫu với các nguyên tắc hướng dẫn và hành vi mới. Chỉ đọc sách để trở nên giàu có, biết được lý thuyết đằng sau sự tạo ra của cải, hoặc nghe về những điều bạn cần làm để kiếm hàng triệu đô la sẽ không giúp gì cho bạn. Chúng ta phải biết chọn lọc và đào thải thông tin, thái độ mà chúng ta nhìn nhận tiền bạc đã được hình thành ngay từ khi chúng ta còn rất trẻ. Nếu chúng ta muốn thay đổi chúng ta phải tìm ra những nguyên tắc mới tốt hơn về tiền bạc, tài sản và tạo thói quen ghi nhớ chúng. Chẳng hạn vào mỗi tối, các bạn hãy nói thật to với chính bản thân mình về những suy nghĩ đúng đắn của các triệu phú. Những cách tiếp cận này sẽ tự từ ăn sâu vào cách suy nghĩ. Từ đó, bạn sẽ bắt đầu chuyển đổi cách suy nghĩ thông thường của mình sang cách nghĩ của triệu phú. Một số những tuyên bố hấp dẫn có thể là: tôi có tư duy triệu phú, hoặc hãy để tiền làm việc cho bạn. Bạn sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất nhiên, các tệp hồ sơ hiện có trong tủ lưu trữ của bạn chỉ có thể được sắp xếp nếu bạn đang thực hiện các hành vi thay đổi có ý thức. Chỉ khi bạn hành động, bạn mới thực sự học được điều gì đó. Con người chúng ta được sinh ra bởi thói quen, và bất cứ ai muốn thay đổi cách suy nghĩ về tiền đều cần phải thay đổi thói quen của mình. Bằng cách áp dụng phương pháp này, tác giả đã có thể phá vỡ một cách có ý thức khuôn mẫu hành vi đã ràng buộc ông từ nhỏ. Ông thành lập một cửa hàng thể thao và biến nó thành một chuỗi thương hiệu thành công, kiếm được hàng triệu đô la. Chúng ta cũng phải rèn luyện bản thân để có thể hành xử đúng mực. Giả sử bạn đang ở một trung tâm mua sắm và nhìn thấy một chiếc túi xách xinh đẹp đang được khuyến mãi, thông thường chúng ta sẽ lập trình để nghĩ, hãy mua nó, đó là một món hời. Nhưng đây chính xác là thời điểm mà bạn phải áp dụng suy nghĩ mới của mình. Nếu bạn đang mắc nợ, bạn không nên mua bất cứ thứ gì khác. Bằng cách liên tục khẳng định suy nghĩ của mình bằng lời nói và các biện pháp cụ thể, bạn có thể dần dần từ bỏ những suy nghĩ sai lầm và học cách hành động như một triệu phú. Bài học số 6. Nếu bạn muốn giàu có, bạn phải học cách làm chủ số phận của mình. Những người giàu luôn cầm lái cuộc đời mình, trong khi những người nghèo chỉ luôn ngồi ở ghế sau, nhường quyền kiểm soát thu nhập của họ cho người khác. Thật kỳ lạ, những người vốn đã nghèo thường sẽ dành một nửa số tiền lương của họ để mua vé số, hy vọng vận may sẽ giúp họ lên đời. Ngược lại, người giàu không đánh bạc để trở nên giàu có hoặc chờ đợi sự may mắn rơi vào tay họ. Người nghèo thường đặt mình vào vai nạn nhân và đổ lỗi cho bất cứ ai họ có thể đổ lỗi. Nó có thể là chính phủ, người chủ doanh nghiệp hay hoàn cảnh kinh tế. Nhưng khi bạn nhận ra rằng bạn chính là người quyết định quy mô thành công tài chính của mình, tình hình sẽ thay đổi. Nếu bạn nhận ra mình đang đổ lỗi sự kiệt quệ tài chính của mình là cho người khác hoặc phàn nàn với nó, bạn nên nhớ rằng bản thân bạn phải chịu trách nhiệm về sự thành công và tìm kiếm lý do cho sự thất bại của chính mình. Để phá vỡ lối suy nghĩ như một nạn nhân, bạn nên thường xuyên chuẩn bị một danh sách các giao dịch trong tháng và phân tích lý do vì sao mình lại rơi vào tình trạng thâm hụt. Thay vì phàn nàn, bạn nên tập trung vào những điểm mà bạn có thể thay đổi và hãy làm điều gì đó để thay đổi chính sự giàu có của bạn. Sau đó, bạn có thể có ý thức dấn thân vào con đường giàu có. Bài học số 7. Thái độ tích cực đối với tiền bạc tạo nên các triệu phú trong tương lai. Ý tưởng cho rằng đạo đức và sự giàu có không thể đi chung với nhau không phải là suy nghĩ của các triệu phú. Để làm giàu, bạn cũng phải thích tiền. Người nghèo thường chứa quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về sự giàu có. Họ sợ rằng ai đó sẽ chỉ thích họ vì tiền của họ, hoặc thậm chí tệ hơn, họ sợ tiền có thể biến họ thành người xấu. Bất cứ ai chỉ nhìn thấy những sự tiêu cực của tiền sẽ đều bị ngăn cản trên con đường dẫn đến sự giàu có và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Ngược lại, những người giàu có luôn cảm nhận được những cơ hội kinh doanh tiềm năng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rủi ro được tính toán sẵn và luôn lạc quan rằng họ có thể kiếm lại tiền sau khi họ thất bại lần này.
Lợi thế của việc nắm bắt các cơ hội rủi ro là bạn sẽ có lợi nhuận lớn, sự giàu có của bạn sẽ tăng lên nếu bạn lạc quan, nhảy vào các cơ hội. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải có cái nhìn tích cực về người giàu. Những cảm giác tiêu cực, chẳng hạn như ghen tị và ngờ vực, cho rằng những người giàu chiếm đoạt của cải của người nghèo sẽ ngăn cản thành công của bạn. Nếu bạn coi thường người giàu, bạn sẽ không bao giờ muốn kết nối với những người thực sự có thể cho bạn những lời khuyên quý giá về việc thành công về mặt tài chính. Vì vậy, áp dụng cách suy nghĩ triệu phú có nghĩa là hãy suy nghĩ tích cực hơn về tiền bạc. Nếu bạn coi trọng những gì bạn muốn có, trong trường hợp này là sự giàu có, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được nó. Nếu bạn học cách ngưỡng mộ những người giàu, có chính trực, bạn có thể trở thành một trong số họ. Bài học số 8. Bạn chỉ có thể trở nên giàu có nếu bạn cống hiến hết mình. Người giàu ngay từ đầu đã biết rằng mục tiêu của họ là sự sung túc và do đó họ phát triển cam kết vô điều kiện đối với sự thịnh vượng của họ. Những người chỉ muốn trở nên giàu có nhưng đạt giới hạn về mức độ họ sẵn sàng làm hoặc hy sinh để trở nên giàu có sẽ vẫn nghèo. Chỉ những người cam kết hoàn toàn với sự giàu có và đặt cược cuộc sống của họ vào đó mới có cơ hội đạt được thịnh vượng, làm việc chăm chỉ 16 giờ mỗi ngày trong một khoảng thời gian không xác định và chấp nhận rằng bạn sẽ có ít tự do hơn là một phần của cam kết đó. Thử thách bản thân và tiếp tục phát triển bản thân hàng ngày cũng là những cam kết quan trọng để trở nên giàu có. Nếu chính bạn phát triển, thì sự giàu có của bạn mới có thể phát triển. Tiếp tục học tập, tham dự các buổi hội thảo và đọc sách về đầu tư chắc chắn là điều cần thiết. Nếu bạn muốn làm quen với các chiến lược gia giàu có, bạn càng biết nhiều về thế giới tiền bạc, bạn càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Cuối cùng, hãy thành lập một doanh nghiệp hoặc tham gia vào một mô hình kinh doanh sinh lợi. Những người giàu thường có xu hướng sở hữu một số loại công ty. Mặc dù yếu tố may mắn cũng đóng vai trò và sự thành công của một mô hình kinh doanh, nhưng nếu bạn không thực hiện bước đầu tiên, thực hiện một kế hoạch kinh doanh nào đó có thể mang lại tiền trong tương lai, thì sự giàu có khó có thể xảy ra. Chiến lược tốt nhất là trước khi kinh doanh hãy bắt đầu làm việc trong ngành mà bạn muốn kinh doanh với tất cả sự nhiệt tình và tò mò, không quan tâm bạn ở vị trí nào. Nếu bạn có mục tiêu mở ra một chuỗi nhà hàng, bạn sẽ học được nhiều nhất nếu bạn làm việc trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống và học hỏi từ người quản lý của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào, bạn có thể nghĩ về phương án hợp tác với người khác. Trong trường hợp này, bạn phải hoàn toàn cam kết theo đuổi ý tưởng kinh doanh của mọi người. Bài học số 9. Hãy vươn tới những vì sao nếu bạn muốn trở thành triệu phú. Các triệu phú luôn đặt mục tiêu có thật nhiều tiền, trong khi những người khác chỉ ước họ có thể kiếm đủ tiền để sống là ổn. Bạn có biết không, vũ trụ sẽ thực hiện những mong muốn trong đầu bạn, và vì vậy, số tiền bạn nghĩ bạn sẽ kiếm được đóng một vai trò quan trọng nhất định. Công thức rất đơn giản, suy nghĩ lớn dẫn đến hành động lớn, mở ra cánh cửa kiếm tiền nhiều hơn, tư duy nhỏ dẫn đến hành động theo chiều hướng nhỏ, tương đương với thu nhập ít hơn. Hầu hết mọi người đều rất do dự khi quyết định lựa chọn mô hình kinh doanh lớn. Tất cả những ai muốn làm giàu nên tự hỏi mình, có thể tiếp cận được bao nhiêu khách hàng với công việc đang làm, đó là con số 20 hay 20.000. Số lượng khách hàng mà bạn tiếp cận phản ánh chính thu nhập của bạn. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc quyết định liệu bạn muốn tiếp cận chỉ hàng nghìn khách hàng hay toàn bộ thế giới. Các hình thức kinh doanh dịch vụ cá nhân sẽ khó có thể áp dụng nguyên tắc này. Ví dụ, nếu bạn là một nhân viên cắt tóc chuyên nghiệp, về mặt thể chất, bạn sẽ không thể phục vụ hơn một số lượng khách hàng nhất định trong khoảng thời gian 24 giờ. Vì vậy, ở giới hạn của bản thân, bạn chỉ mong muốn đạt được thu nhập ổn định, nhưng các triệu phú tương lai sẽ không đặt giới hạn về thu nhập của họ, bởi vì thời gian là một yếu tố giới hạn. Đó là lý do tại sao việc cam chịu được trả lương dựa trên thời gian làm việc
không phải là một ý kiến hay. Người giàu và những người muốn trở nên giàu có không được trả lương dựa trên thời gian mà dựa trên chất lượng, kết quả công việc của họ. Bởi vì chất lượng thì không có giới hạn, họ không muốn trở thành một nhân viên cắt tóc, họ muốn trở thành chủ sở hữu một chuỗi các tiệm cắt tóc và làm giàu bằng cách đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa học được cách suy nghĩ trên quy mô lớn? Đã đến lúc đi đến kết giao với những người có cùng suy nghĩ làm giàu, nói cách khác, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Những người thành công không chỉ truyền cho người khác tư duy đầy tham vọng, mà còn hướng dẫn cho họ cách thực hiện các bước cần thiết để thành công. Bài học số 10. Để trở thành triệu phú, bạn phải biết cách quản lý tiền bạc của mình. Kiếm được số tiền khổng lồ là một chuyện, việc không tiêu xài phung phí nó và khiến nó phát triển thêm lại là một chuyện khác. Sử dụng tiền bạc một cách có kỷ luật và quản lý tiền bạc một cách khéo léo là những yếu tố rất quan trọng để đạt được sự giàu có và thịnh vượng. Nhiều người thường lầm tưởng rằng chỉ cần là có thu nhập cao, bạn sẽ giàu có. Cách thích hợp nhất để đo lường sự giàu có là giá trị ròng trong tài sản của họ, hay nói cách khác là giá trị tiền mặt được quy ra từ tất cả tài sản của họ, tiết kiệm và lãi đầu tư cũng được tính vào giá trị này. Bạn nên cố gắng có được thu nhập ròng càng lớn càng tốt, đồng thời cũng nên dành tiền để đầu tư. Những người có một cái nhìn tổng quan và đưa ra một kế hoạch tài chính dài hạn có thể đạt được sự cân bằng tốt giữa thu nhập, chi phí và tiết kiệm. Kế hoạch tài chính là một yếu tố quan trọng để giúp bạn giữ được sự giàu có của mình. Thu nhập thụ động là số tiền mà bạn kiếm được mà không phải làm việc. Ví dụ tiền lãi từ cổ phiếu hoặc từ quỹ đầu tư cũng rất quan trọng. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn nên bắt đầu quản lý tiền của mình thay vì giấu nó dưới gối. Không quan trọng là bạn đầu tư vào bất động sản hay đất đai, có rất nhiều cách để đầu tư tiền của bạn và khiến nó phát triển một cách nhanh chóng. Hãy chia thu nhập của bạn và các tài khoản ngân hàng khác nhau, dành 50% cho chi phí chung và đặt 10% bạn tiết kiệm vào một tài khoản dành riêng cho các khoản đầu tư vốn hoặc các khoản đầu tư khác với dòng thu nhập thụ động. Ngoài ra 10% nên được gửi vào tài khoản giải trí để bạn có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho bản thân và cảm thấy mình là một triệu phú, như đi đến một nhà hàng độc quyền và gọi món đắt nhất trong thực đơn. Tiết kiệm cũng là một phần của việc tích lũy tiền. Hãy giữ chi phí sinh hoạt của bạn ở mức tối thiểu. Nếu bạn liên tục phung phí thu nhập của mình bằng cách mua xe hơi đắt tiền và quần áo hàng hiệu, bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Chỉ những người có tầm nhìn dài hạn và sẵn sàng từ bỏ sự hài lòng trước mắt mới trở thành triệu phú. Bài học số 11. Bạn phải đánh giá cao về bản thân. Nếu bạn muốn thành công và giàu có, một đặc điểm khác biệt giữa những người giàu có và những người nghèo là họ biết giá trị của mình và tin rằng họ xứng đáng được giàu có. Những người nghèo thường cho rằng mình không xứng đáng và không tin tưởng vào bản thân. Họ không thể gặt hái thành công về mặt tài chính khi tư duy của họ luôn cho họ thực sự không có giá trị. Vì những người giàu bị thuyết phục về giá trị của họ, nên họ cũng hiểu cách quảng bá bản thân, ý tưởng kinh doanh hoặc công ty của mình. Các nhà lãnh đạo thường giàu có vì họ kiếm được nhiều tiền hơn ở những vị trí này. Nhưng để trở thành những người dẫn đầu, bạn phải tìm được những người theo dõi. Điều này chỉ có thể đạt được nếu bạn sell tốt ý tưởng của mình. Mặt khác, hầu hết những người không thành công đều cho rằng việc tự quảng bá là điều vô nghĩa. Tuy nhiên, trong thế giới của tiền bạc và kinh doanh, chúng ta nên giữ cho mình thái độ. Nếu mình không tin tưởng vào bản thân mình, thì ai sẽ làm việc đó? Từ chối việc quảng bá bản thân là lý do chính khiến chúng ta không bao giờ có thể giàu có. Để nhận ra giá trị của bản thân và có thể bán nó cho người khác, bạn hãy tìm hiểu tài năng của mình là gì. Bạn có thể giới thiệu những tài năng này vào dịch vụ hoặc sản phẩm trong doanh nghiệp của mình như thế nào? Để tiếp cận nhiều người, bạn nên tìm kiếm sản phẩm phù hợp, bởi vì nó phải là thứ
mà bạn có thể làm tốt 100%. Vậy bạn có thể làm gì để cảm thấy mình vẫn có cơ hội là một triệu phú và suy nghĩ tốt hơn về bản thân? Hãy một lần sống như một người giàu, tự thưởng cho mình một thứ gì đó cao cấp bằng tiền bạn kiếm được, đăng ký làm thành viên cao cấp tại một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ tennis, đi uống cà phê tại khách sạn đắt nhất trong thành phố. Mọi người đều có cách riêng khi họ muốn làm giàu, nhưng chỉ những người tin vào bản thân mới có thể thuyết phục được người khác tin vào họ. Tổng kết, thông điệp chính trong cuốn sách Mức độ giàu có của chúng ta được lập trình sẵn bởi những suy nghĩ và mô thức hành vi mà chúng ta đã học được khi còn nhỏ. Chúng ta chỉ có thể thay đổi nó nếu chúng ta có ý thức nhận ra nó, chủ động áp dụng một thái độ mới và áp dụng tư duy triệu phú và suy nghĩ của chúng ta. Trong cuốn sách này, tác giả đã giúp chúng ta trả lời các câu hỏi tại sao số dư tài khoản ngân hàng phản ánh được cách suy nghĩ của chúng ta về tiền bạc, tính cách, cách tư duy và những niềm tin của bạn sẽ là một trong những yếu tố cơ bản quy định mức độ giàu có của bạn. Mô thức suy nghĩ của chúng ta được hình thành bởi những gì ta được cha mẹ dạy về tiền bạc. Khi lớn lên, chúng ta vô thức lặp lại cách suy nghĩ của bố mẹ về tiền. Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi mô thức suy nghĩ mà chúng ta đã học khi còn nhỏ? Trước khi thay đổi cách mà bạn suy nghĩ, hãy tự nhìn lại bản thân, phá vỡ mô thức suy nghĩ sai lầm bằng các nguyên tắc và hành vi mới. Những thái độ nào về tiền bạc và tài sản mà chúng ta phải áp dụng nếu muốn trở thành triệu phú? Nếu bạn muốn giàu có, bạn phải học cách nắm giữ số phận của mình. Thái độ tích cực với tiền bạc tạo nên các triệu phú trong tương lai. Bạn chỉ có thể trở nên giàu có nếu bạn thật sự cống hiến hết mình. Hãy vươn tới những ngôi sao nếu bạn muốn trở thành triệu phú. Bạn chỉ có thể làm cho sự giàu có lớn lên khi bạn xử lý nó đúng cách. Bạn phải đánh giá cao về bản thân nếu bạn muốn thành công và giàu có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!